Ngày 15 tháng 8, nhiều người dân đi xe máy ở nhiều tỉnh thành như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Định, Nghệ An, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Gia Lai, chở theo vali ba lô, lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh ra quốc lộ để về quê. Do lượng phương tiện đông nên các tuyến đường này ùn ứ kéo dài. Cụ thể tại khu vực cầu vượt Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người chở theo vợ, con nhỏ đi thành từng đoàn. Lực lượng chức năng đã dùng loa yêu cầu người dân quay trở về và tuân thủ quy định giãn cách để phòng chống dịch COVID-19. Tại khu vực xa lộ Hà Nội, hàng ngàn người dân cũng tìm cách di chuyển qua các chốt trạm để về quê. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn tập kết ở khu vực trước cổng bến xe miền Đông mới. Phần lớn người dân sau khi được lực lượng giải thích đã chấp hành và điều khiển xe trở về nơi ở. Gần 15 giờ cùng ngày, tại các chốt trạm đã không còn cảnh tập trung đông người.